Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh Truyền Hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, chủ nhật ngày 11 tháng 6. Tiếp tục kiểm tra đôn đốc cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lương Thông. Theo báo cáo của xã, trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 38 triệu đồng trên một hecta, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% một năm, di chuyển trường trại ra giúp ra xa nhà ở đạt 120% một năm, thực hiện tốt chương trình phát triển hạ tầng giao thông. đến nay 11 trên 12 xóm đã có đường xe ô tô đến trung tâm xóm. Các tổ chức cơ sở đảng đạt xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 20%, đạt 117,5% một năm. Ban thường vụ huyện ủy đề nghị đảng ủy xã Lương Thông sẽ tiếp tục đổi mới công tác dân vận của đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu có phẩm chất chính trị cách mạng tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính quản lý đất đai nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ tại cơ sở nắm tình hình cơ sở giải quyết rứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đều cung ứng đầy đủ các dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng. Theo đó, các ngân hàng đã đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán của ngân hàng đảm bảo ổn định, thông suốt, chính xác và an toàn. Toàn tỉnh hiện có 43 máy ATM, 155 thiết bị chấp nhận thẻ, 116 mã QR được khách hàng đăng ký dịch vụ với các ngân hàng thương mại để phục vụ hoạt động thanh toán, lưu hành 438.335 thẻ ATM, tăng 10.880 thẻ so với đầu năm. Thời gian tới, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục tăng cường quảng bá các tiện ích của thẻ ATM, POT, mã QR, thanh toán qua các kênh dịch vụ ngân hàng điện tử như Internet Banking, Mobile Banking, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Huyện đoàn Bảo Lâm vừa tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại gióng Vàng Vạt, xã Thái Học. Ngay sau lễ phát động, hơn 100 đoàn viên thanh niên đã tiến hành gia quân giúp nhân dân làm 300 mét đường bê tông nông thôn tại xóm Vàng Vạt. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến của thanh niên, góp phần nâng cao vai trò vị trí của tổ chức đoàn, hình ảnh của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 10 xuất quà từ nguồn quỹ xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Vằng Vạt. Ngày 9 tháng 6, trung tâm chính trị phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 46 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Trong 4 ngày. Từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 6, các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong thành hình mới. Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, về dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, giáo dục quốc phòng an ninh, phòng chống vi phạm trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có 61% học viên đạt loại giỏi, 33% học viên xếp loại khá. huyện Quảng Hòa vừa tổng kết lớp truyền dạy hát then đàn tính cho 15 học viên. Sau 40 buổi tập luyện, 15 học viên đã được hướng dẫn các kỹ năng đánh đàn tính, hát then truyền thống tiêu biểu của dân tộc Tài Nùng tại địa phương. Đây là dự án bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch loại bỏ các hủ tục lạc hậu tạo không gian sinh hoạt vui tươi lành mạnh đưa hát then đàn tính vào hoạt động nền nếp hiệu quả có chiều sâu tiếp tục được nhân rộng tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự và phát biểu tại hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ. Có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, thì đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo từ thành thị tới nông thôn với sự tham gia tích cực của người dân từ các cụ già cho đến các cháu nhỏ và đạt được những kết quả to lớn. Đây là một động lực quan trọng để cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến, đánh giá cao những kết quả và phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua. Để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ngành tiếp tục quán triệt thấm nhuần sâu sắc tinh thần càng khó khăn thì càng phải thi đua, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về thi đua khen thưởng, gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, yêu cầu hội đồng thi đua khen thưởng trung ương mà trận tổ quốc, các bộ ban ngành địa phương và các đoàn thể cần tiếp tục phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm trọng điểm gắn với giải quyết nhiệm vụ chính trị của cơ quan địa phương đơn vị. Đối với các điển hình tiên tiến, thủ tướng đề nghị không chủ quan, thỏa mãn, luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội, cho Tổ quốc và nhân dân, thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập các điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện về tinh thần nghị lực, đức hy sinh, tận tâm vì nước vì dân, đồng thời nguyện tiếp tục gương mẫu trong cuộc sống, lao động, học tập công tác, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, hùng cường, thịnh vượng, người dân ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực. Chỉ thị 20 đặt mục tiêu cả nước phải phấn đấu mỗi năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, tiết kiệm điện là nỗ lực của toàn dân. Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà, phục vụ tiêu thụ tại chỗ. Trụ sở quận ủy, Hội đồng Nhân dân và ủy ban nhân dân quận Ba Đình áp dụng điện mặt trời áp mái hơn một năm nay đã cho thấy hiệu quả tiết kiệm điện hệ thống chiếu sáng giảm 50% công suất, đóng góp tiết kiệm điện đáng kể. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 3 tuần triển khai mọi biện pháp để tiết kiệm điện, trong đó có điện chiếu sáng, thành phố đã tiết kiệm được khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi ngày. Còn tại Hà Nội, điện lưới chiếu sáng đô thị tiêu thụ điện năng bình quân 180 tỷ trên một năm. Dù quy mô lưới hàng năm tăng 7 đến 7,5%, nhưng công suất tiêu thụ điện giảm rõ rệt nhờ thay đổi công nghệ. Dư địa để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống chiếu sáng vẫn còn. Tiêu thụ điện năng lượng lớn nhất, chiếm hơn 50% tổng năng lượng quốc gia là lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, trong tương lai, Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng ưu tiên ngành công nghệ cao, cường độ năng lượng thấp và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế cao hơn. Trước mắt, tiết kiệm 10% điện tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, 50% điện chiếu sáng, quảng cáo trang trí ngoài trời, 2% tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là giải pháp khả thi ngay thời gian này. Dù lãi suất hạ nhiệt, nhưng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 3 vẫn tăng trưởng tốt. Theo số liệu ngân hàng nhà nước công bố, tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã tăng thêm 100.800 tỷ đồng, lên hơn 6,28 triệu tỷ đồng, vượt xa số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng. Tiền gửi từ dân cư tăng mạnh bất chấp những tháng đầu năm nay, bất chấp lãi suất ngân hàng có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Cuối năm 2022, lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục duy trì ở mức cao lên tới 9 đến 10% một năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong đó có ngân hàng nâng mức lãi suất cao nhất lên tới gần 12% một năm. Tuy nhiên, sang đến năm nay, giới ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất 0,5 đến 1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn. 3 tháng đầu năm, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Có ngân hàng giảm tới 2 điểm phần trăm tiền gửi đến từ nhóm khách hàng tổ chức kinh tế tăng trở lại sau tháng 2 trước đó sụt giảm. Theo đó, số dư tiền gửi của các doanh nghiệp tại hệ thống ngân hàng đã tăng 48.000 tỷ đồng, tháng 2 liền trước sụt giảm 338.000 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm, từ gửi của dân cư vào ngân hàng tăng 7,08% trong khi tiền gửi của tổ chức kinh tế sụt 4,87%. Hai năm trước, tiền gửi của dân cư thấp hơn tiền gửi của các tổ chức kinh tế nhưng hiện đã ngược lại. Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài tại nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm mạnh từ 1 đến 2,5 điểm phần trăm so với thời điểm cuối tháng 12 năm 2022 về vùng dưới 8% một năm. Các ngân hàng tư nhân đang trả lãi suất dao động 7,5 đến 8,1% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Còn với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất phổ biến ở mức 6 đến 8% một năm. Ở nhóm Big 4, 4 ngân hàng có vốn nhà nước, lãi suất vẫn ở mức 6,8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Còn kỳ hạn 6 tháng là 5,5% một năm. Chuyển sang tình quốc tế, cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt. Các đội công tác đã được điều động đến tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến để chỉ đạo và phối hợp cứu hộ cứu trợ. Cơ quan này đã chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ thời tiết, tăng cường tuần tra các khu vực có nguy cơ, di rời những người tại vùng nguy cơ cao. Lượng mưa vừa đến lớn được dự báo sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam. Đến đêm 11 tháng 6, tại Quảng Tây kéo dài đến 12 tháng 6, khu vực Vịnh Bắc Bộ có nhiều rông lốc và sóng lớn. Tại tỉnh Quảng Tây, hơn 100 thị trấn đã bị ngập nước bởi những trận mưa như chút liên tiếp từ 24 đến 36 tiếng. Tỉnh Quảng Tây cũng đưa ra mức báo động ứng phó cấp 4. Trung Quốc có 4 mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt với mức cao nhất là mức 1. Như vậy, Trung Quốc đang ứng phó với hai hình thái thời tiết trái ngược nhau, nắng nóng tại miền Trung, miền Bắc, mưa lũ ở miền Nam. Các địa phương phía Nam sẽ vất vả chống chọi với mưa lũ đến sớm, nhưng cũng mang lại lợi ích là mực nước của các hồ thủy điện sẽ dâng cao để đảm bảo chạy các tổ máy thủy điện. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!